bài đầu tiên các bạn sẽ học bài viên thuật thừa cắt. Thì đầu tiên thì mình phải nắm lại được cái cấu trúc vô học bình thường của một cái viên thuật thừa. Thì cấu trúc vô học của cái tiêu hóa trong tiêu hóa mình từ quản tới hậu môn được tạo thành cấu đó đi từ trong ra ngoài, thứ nhất là gồm có lớp niêm mạc, tiếp theo là lớp dưới niêm, tiếp theo nữa là lớp cơ. Những cái lớp cơ này là cơ trơn của bạn, và cuối cùng là lớp thanh mạc. Trong cái viên thừa thì đa số là viên thừa từ trong ra ngoài, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp nó viên từ ngoài bên ngoài vào trong. Đó là trong các trường hợp như bị thủng dạ dày á, các dịch của dạ dày nó lan xuống có trọng tải thì nó sẽ gây ra hiện tượng viêm ruột thừa viêm từ ngoài vào trong. Thì mục tiêu của bạn bài viêm ruột thừa hôm nay thì có 6 mục tiêu. Các bạn chú ý lại 6 mục tiêu này, có thể chấp hành hay ghi lại đi. Tình hòa mình phải tìm đủ 6 mục tiêu này trong một cái làm. Thứ nhất là hiện tượng thù, thứ hai là xuất huyết, thứ ba xuất huyết, thứ tư là tịch hoại tử huyết cấp, thứ năm là mặt cầu nhiễm muối và sạch anh em khô. Để tìm đủ 6 mục tiêu này trong cái làm các bạn. Đây là hình ảnh của bệnh máu xuất huyết. Khi trên lam các bạn thấy có một cái cấu trúc mạch máu nó như là một cái dải bao, và phía bên trong cái đường bao này nó có các nhân tím nhẹp, đó là các tế bào hậu môn mạch máu. Và bên trong lòng mạch máu lúc nào nó cũng có các mạch cầu, và mạch cầu ở bên trong. Để các bạn hiểu nhé, khi mà các bạn nằm trong một bao thì nó là mạch máu xuất huyết. Nhưng mà nếu các bạn thấy các hồng cầu nó không nằm trong một cái bao hồng hảo như thế này thì đó là một cái hiện tượng khác rồi, không phải là một cái hiện tượng. Đây, dẫn vào một cái máy xuất huyết. Các bạn có thể thấy các bao hồng hảo đây có gì rất là rõ. Để các hồng cầu này nó nằm ở trong cái bao thì đó là một cái xuất huyết. Đây là hình ảnh xuất huyết. Các bạn thấy ở trong đây nó cũng có các hồng cầu, tuy nhiên khác với cái hình ảnh xuất huyết hồi nãy thì các hồng cầu này không nằm trong một cái bao nữa mà nó đi một cái đạo. Đa số là hồng cầu thì bên trong nó là có rất ít hồng cầu bên đó. Các hồng cầu là cái đen này là cái đen này, thì đây là hồng cầu có màu đỏ. Còn mục tiêu bạn tiếp theo là hiện tượng mù. Thì cái hiện tượng mù này các bạn có thể quan sát được ở cái lớp cơ của cái ruột thừa. Thì ở phía bên đây các bạn thấy đây là một cái dải cơ bình thường của ruột thừa, các hớp sợi cơ nó xếp rất là sát vào nhau. Còn ở phía bên ngoài này đó chính là các hớp sợi cơ nó bị mắc hiện tượng mù. Đây là hớp sợi cơ nó nằm rất cách xa nhau và ở khoảng giữa các bạn cắt này, đó chính là các điểm viêm hoặc là nước của ruột thừa. Và xem kẽ hơn các vật chất, các bạn có thể thấy có rất nhiều bạch cầu nhiễm muối, nó có mặt tinh tạng đây, các bạn tinh tạng cũng nằm xem kẽ ở trong cái viêm. Đây là hiện tượng xương huyết các bạn, các mạch máu, các tế bào và bạch cầu nó vẫn nằm trong cái cấu trúc túi, đó là mạch máu. Còn bên đây các bạn thấy con này, nếu các bạn để ý kỹ có thể thấy có các muối nằm ở bên trong của cái tế bào này thì đó là bạch cầu nhiễm muối. Và ở góc bên đây có một con tế bào nhân tròn tím nằm ở đáy và bào tương bắt vào eo xin, thì con này đó chính là con tương bào. Đây bạch cầu nhiễm muối, các bạn thấy có chút chân muối rất là rõ. Theo các bạn đây là chất hoại tử cấp. Cái này thì có thể các bạn sẽ làm chân lan trong cái hiện tượng xuất huyết. Nhưng mà các bạn nhớ là trong cái xuất huyết thì chỉ có đa số là hồng cầu nằm đó thôi. Trong khi đó chất hoại tử cấp thì nó sẽ có các hồng cầu, nhưng mà cái hồng cầu nó không có dạng tròn nữa mà nó có dạng nhẹ nhẹ, và các hồng cầu đã bị phá vỡ và bên trong đó có rất là nhiều bạch cầu nhiễm muối và các tế bào của vi mô tím đã chết và có màu hồng lợn lợn hơn cái màu hồng cầu. Các tế bào biểu mô chết, đây là tế bào biểu mô chết và đây là những con bạch cầu nhiễm muối, nhưng cái nhân của nó không còn vậy nữa. Đây là các hồng cầu, mình thấy nó mất cái cấu trúc hình dạng của nó rồi. Đây là chất ngoại tử cấp.
nó cũng rất giống thành tựu cảnh, nhưng mà bên trong của nó chỉ là một đám bạch cầu thôi, đó là thành tựu bạch cầu, chứ là cái tế bào biến thành chất. Trên cái khu vực của mình thì nó sẽ có một cấu trúc gọi là năng ô, cái đặc điểm của nó là ngoại vi tấu trung tâm sáng. Và các năng ô này các bạn có thể thấy nó nằm ở cái phần lớp dưới niềm rất là nhiều. Các bạn quan sát ở lớp dưới niềm này, đó là mục tiêu của bài dư thừa. À, trong cái dư thừa các bạn nhớ chú ý các cái tiêu chuẩn của mình các bạn. Nếu các bạn thì các bạn của các bạn có sẽ vẽ thêm những cái tiêu chuẩn này, mặc dù trong mục tiêu mình có là mình có thể dễ dùng. Bài tiếp theo của bạn là bài dư cao hạnh. Thì bài này có 5 mục tiêu, các bạn cần tìm cách làm. Thứ nhất là chất ngoài tế bào, thứ hai là phái bào, thứ ba là con trả bào bản năng, thứ tư là liên bào và thứ năm là năng lao. Thì mục tiêu của mình có 4 mục tiêu. Thứ nhất là các bạn có thể được tế bào nơi vi, thứ
hai là tám tế bào nơi tiêu dưới da, thứ ba là chất nắng tố melanin, thứ tư là mang lông tế bào. Thì cái đám UV này ở trên đại thể đó tức là các mạng của mình là nó nằm ở bề mặt da, nên vì vậy khi mà các bạn sau lam á, các bạn sẽ thấy được cái cấu trúc biểu mô lát tầng xung quanh da, nó nằm ở sát cái màng ngoài và ở bên dưới nó là lớp mô điện liên kết, và ở dưới cái mô điện liên kết đó tức là cái đám cái bào tế bì. Các bạn cứ theo cái cấu trúc đó các bạn đi xuống đây sẽ thấy được đó, đây đám cái bào tế bì. Nhân của nó sẽ bắt đầu biến đặc và thường tập trung thành đám, và ở bên màng trong màng sinh trạch của các tế bào nơi vi này nó sẽ có tổng hợp các chất sắc tố melanin và nó có màu nâu. Các bạn thấy ở đây tổng hợp tinh này là một cái nhân của con tế bào nơi vi, và bên ngoài nó là chất sắc tố melanin tổng hợp trong tế bào trắng. Đây cũng là một đám tế bào nơi vi. Đây, đã vào đường đi có màu tương đồng, bên ngoài của nó có sắc tố melanin. Đây là một tế bào đường đi, một tế bào đường đi của nó đây. Bên trong nó nhân tiết tạo, từ bên ngoài là chất sắc tố melanin tổng hợp ở trong này nha. Còn bài cuối cùng ngày hôm nay là bài tu lành tế bào xung quanh. Đầu tiên nha, thì cái tế bào xung quanh này đây là cấu trúc của một neuron thần kinh, thì đây cũng là sợi cột của cái neuron, và các tế bào xung quanh cũng là những tế bào tạo nên các bao mili của cái tinh trùng. Thì dựa theo cái cấu trúc giữa cái tế bào xung quanh sợi cột này thì người ta thường chia là ba loại sợi cột. Thứ nhất là sợi trần, tức là nó chỉ có sợi cột của neuron thôi, nó không có các bao của tế bào xung quanh, bao xung quanh. Cái thứ hai là sợi trục thần kinh không có bao nhiêu, đây là cấu trúc của sợi trục thần kinh không bao nhiêu, nó gồm có một tế bào xung quanh ở giữa và các dây thần kinh đây, nó sẽ ấn chìm vào màng sinh chất của tế bào xung quanh, như là dây thần kinh không bao nhiêu. Trong khi đó dây thần kinh mà có sợi trục có bao nhiêu thì nó cần là sợi trục nó ấn vào màng sinh chất của con tế bào xung quanh. Nhìn khác ở chỗ là sau khi ấn vào này thì cái con tế bào quan nó sẽ phân quanh cái sợi trục này nhiều lớp, và cái cấu trúc xung quanh này người ta gọi nó là bao mili. Mục tiêu của các bạn trong công tác tế bào quan này là các bạn phải thấy được cái thành phần tăng sản xếp dạng hàng rào của nó, chỉ có một mục tiêu này thôi. Ở đây các bạn thấy đây là hình chụp MRI của bệnh nhân bị u tế bào xung quanh. Bạn thấy cái khối u nằm ở trên dây thần kinh ở ngón tay số 3, đốt gần của ngón 3 là hai đốt, có hai bú nằm ở đây. Thì đây chính là cấu trúc tế bào xung quanh xếp dạng hàng rào. Các bạn thấy mỗi cái một điểm nằm đây là một nhân của tế bào xung quanh, nó xếp thành một cấu trúc hàng rào đứng từ trên xuống dưới và đều. Các bạn nhớ để ý là cái cấu trúc xếp dạng hàng rào của xung quanh các bạn, để sau này các bạn có thể tính toán được việc như thế nào. U bên đơn của cái tinh trùng nó cũng có xếp dạng này, nhưng mà nó cũng tăng lên cái cấu trúc như thế này, nhưng mà nó thực hiện không có cái cấu trúc hàng rào. Các bạn phân biệt chỉ u làm cho tinh trùng